Thế đấy. Good, good. Very good. Cho lên báo nước ngoài luôn. Nổi tiếng toàn thế giới luôn. Hai chú lên báo nước ngoài luôn. Dữ vậy. Hà Nội là không có vội được đâu. Đây là một anh công nhân Việt Nam lành nghề, chân thì mang giày, tay mang bao tay, đầu thì đội nón, miệng đeo khẩu trang phải Covid, miệng thì đeo khẩu trang, tay thì cầm vai làm hoắn hoắt. Đây là một anh phụ hồ cầm cái thùng to thật là to, bừng nữa cho hồ hí hà hí hục. Ghê không? Buồn như chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy em chẳng thể nói sao. Hết chưa? Làm như múa, đây là một nghệ sĩ. Ghê không? Ghê không?
Ghê đó. Chút nữa bỏ sạng lên cái nữa là ngon lần. Đứng ngoài là giống như ai đem cái cây vô bỏ. Đem cây hứng cho nó để đó hả? Ừ. Rẽ đâu? Rẽ trên thám gì đó. Thôi cần gì. Trúc này. Trúc như thế. Trúc nó mạnh khẩn ha. Ta nó mới gốc gác. Làm quá nó phải có rẽ thì nhìn nó mới nổi bật. Rẽ hả? Rẽ bao nhiêu rẽ bấy nhiêu cần cù. Vươn mình trong gió che đi. Che Việt Nam ấy. Che. Làm thì xây cái người lại đây, xây cái đít lại làm gì? Đại ca, hả? Xây cái mặt lại đây, xây cái đít. Xây cái mặt. Một ngày tô bao nhiêu mét tường chú? Anh? Hả? Một ngày mà nếu tường như vậy, nếu cái tường nó cỡ như vậy thì tô khoảng bao nhiêu mét? Trăm mét không? Trăm mét. Trăm mét dài không? Được. Vô tư hề? Hơn nhá. Nếu mà tường cỡ như vậy đứng thoải mái, hô tạo đầy đủ là vô tư luôn hề. Ừ. Ý là làm 100 mét ông có mang hồ ra kịp không ấy chứ. Ốm đoạn rồi. Xòa như xòa cô gái. Không được. Đó không có to không tụi. Hả? Mặt cọc về cây cọc bên đó đó, đã ăn trước tới chưa to. Cái đấy mình để đi uống nước đấy. Xem à, que... Dưới cái nắng 35 độ. 37 độ. 37 độ của thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh đây, anh là một anh nghệ sĩ tô hồ. Anh xoa như xoa cô gái vậy đó. Vậy anh xoa tới đâu nước nó ra đến đó. Ừ.